Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu bán cái mã phục mà của ếch quay em chính hãng, mà cái tạng phục giống như phiêu chờ nè cô chú anh chị. Trên đây của mình là phiêu chờ của Nhật nè, thì nó giống y nhau nha cô chú anh chị, độ dài bằng nhau nè, vì mình gắn được rồi. Cái này gắn được cho quay alpha nè, quay alpha, quay A100 rồi RS thì cũng gắn được luôn nha cô chú anh chị. RS thì hơi ngắn hơn RS một chút, ngắn hơn chút xíu thôi nè, giống ngắn hơn có mấy mấy gem thôi đó. Thì cái phục này là nè cô chú anh chị thấy nè, cái này là phục của ếch của em chính hãng. Cái chân nè nó là màu đen vậy thôi, cũng đẹp nha cô chú anh chị. Cái này là phục của Nhật nè, Future. Thì cô chú cái này là 450 một cặp, còn Future là giá nhiêu em? 450 hết luôn hả? À, Future cũng 450 nha cô chú anh chị, tùy cô chú anh chị chọn thôi. Còn cái Magis là gắn hầu như Magis gắn cho ai cũng được cô chú anh chị. Mình cầm cái phục Magis chính hãng của mình nè, Magis chính hãng thì cái này có tăng chỉnh độ cứng độ nặng nữa, nhưng mà hàng xịn thì cô chú anh chị gì khỏi chê đâu. Rồi thì mình cầm mình đo đi từ từ mình đo nè, thì gắn được cho Future nè đó. Future thì gắn được nè đó, Future thì gắn được luôn, ngắn hơn Future đúng chút xíu à, giống như chút xíu thôi đó nè, gắn hơn chút xíu nghĩ lộn. Gắn cho quay ếch cũng được nè đó, gắn cho quay pha cũng được nè, rồi gắn ép gắn cho RS. RS thì ngắn hơn nhiều nha, RS thì ngắn hơn chút xíu, ngắn hơn cỡ 13 cm gì đó, 12 13 cm. Magit này thì thông dụng gắn được cho hết xe trừ cái quay RS ra thôi.